Vâng, chào các bác trở lại với kênh của Ngô Cầm Đô. Hôm nay lên một cái video để cùng trải nghiệm với các bác về câu chuyện về phối ghép. Quá rất nhiều hỏi, nhiều câu hỏi về cái phần phối ghép. Và đến thời điểm này em khẳng định các bác là phối ghép với là cái câu chuyện ăn tiền để quyết định bộ karaoke của bác có phát huy tuyệt đối giải hay không. Đấy, có phát huy tuyệt đối cái giải của nó hay không. Vậy tại sao nó như vậy? Tại sao khi bác cùng một cái bộ mic mà hát ở nhà này hay nhưng sang nhà khác hát lại không thấy hay? Đấy, cùng một con vang mà chơi ở nhà này hay mà sang nhà khác lại hát không hay. Cái câu chuyện đấy chắc chắn là do phối ghép rồi, phải không ạ? Thì cái phối ghép ở đây là gì? Tức là các bác mua loa thì phải mua cấu hình loa theo sở thích của mình. Nếu thích nghe nhiều bát, thích nghe nhiều chung hay thích nghe nhiều chép thì hãy chọn loa theo cái ý thích của mình. Và cùng với cái không gian, cái không gian để chúng ta tối ưu cái không gian thì cũng nên chọn theo cái không gian. Loa to hay loa bé, công suất lớn hay nhỏ, búp âm rộng hay hẹp. Đấy, đấy là cái sở thích của các bác và theo cái cấu hình thực tế. Thì hôm nay nha, em sẽ chứng minh cho các bác này là cái phối ghép nó quan trọng như thế nào. Ở đây em có hai cái loa, một cái loa là Dynacorp D12-3 và một cái loa Dynacorp D12, tức là loa full và loa 3 đường tiếng. Về phân tích trước ấy, thì em nói luôn là ba loa Dynacorp 2 đường tiếng thì là cái giải chung của nó rất là dày. Đời này chép neo thì hiện nó mịn rồi. Thì cấu hình phối của con này là gì? Em sẽ tìm con vang số làm sao chung nó sáng lên, chép nó mịn tí tách thì đưa con vài này vào sẽ ăn và phối mic phải rất là dễ vì chung nó dày. Nhưng sang đôi này thì nó lại khác. Đôi này chung nó rời ra, mà chung nó rời ra thì nó sẽ nhiều chung lên. Và nếu chúng ta phối không khéo mà chúng ta cùng phối trên con vang nó chung sáng, chung sáng thì nó gây hiện tượng rội chung và gây chói và gây đanh ở tiếng mic. Đấy, và em sẽ chứng minh cho các bác có đúng như vậy không nha. Các bác nghe thử nha, chuẩn bị em sẽ chơi. Đây là một cái con vang số X3 Vina bản quyền. X3 Vina bản quyền và em đang thử ở trên hai đôi loa này. Và kênh này em mở to nè. Đây, kênh này là của loa Dynacorp D12. Đấy, kênh này là của Dynacorp D12-3. Ok nha. Ok. Thì đẩy một file cấu hình là cấu hình chung. Khi em bán cho vang các bác thì em đã tổng hợp cái cấu hình mà tổng thể nhất có thể. Hoặc là các bác đưa ra những cái dòng loa chi tiết cụ thể thì em sẽ cài riêng cho các bác. Đấy, còn đây là một cấu hình chung em đi cài. Thì em sẽ đẩy cho các bác nghe thử như trên cùng một cấu hình thì con vang này nó gì? Nó lợi cho con loa nào nhất? Đấy, các bác nghe nhá. Tức là câu chuyện ở đây là phối vang cho loa. Em mở kênh đầu tiên này. Là đây loa D12-3. Cơn gió chiều nay vô tình mang nỗi buồn cho kỷ niệm thêm nghẹn. Thôi chết nhau chi, chuyện tình dù giờ sao đã tan thành khói xưa như quên vào gì ta. Đôi mắt người xưa. Ok các bác nghe và cảm nhận nhá. Và bây giờ em sẽ mở sang tắt đôi loa đi. Trên cùng bộ đẩy thì chúng ta không thể can thiệp mang tính chất PR. Đấy. Và chúng ta mở sang con kênh bên này. Các bác nghe nhá. À, chưa được mở lên để thử tiếng mic đã. Tắt nhạc đi. Và bây giờ em sẽ thử tiếng mic nha, các bác nghe này. Tiếng mic ở trên con định 1 2 5 6. Chỉ nghĩ tung cánh nghĩ nương nhờ có tổ ngâm trầm hoàn đi trăm họ gian đi lao nhớ cầu bách mạch điều quý sao ý à. Ok đấy, và tiếp theo là em sẽ xử lý ở mở trên đôi loa thứ hai. À, cái loa D12 các bác nghe nhá. Mở lên này. Mở lên này. Em dí vắng đôi mình
kỷ niệm từ khi mới quen nhau. Ôi đôi mắt người xưa, bao lần không ướt vai tôi trong những đêm nghẹn ngào. Rồi ngày tháng đêm trôi, cuộc đời chia hai lối. Ok, đấy là tiếng nhạc, các bác nghe và cảm nhận nhé. Nghe và cảm nhận. Thì con này là ba đường tiếng thì bao giờ nó cũng có tiếng nó sẽ khác đi. Ok này, em mở tiếng, bao giờ thử tiếng mic cho bác nghe này. Lên, lên, 5, 6, 7. Chỉ mi tung cánh mi, nương nhờ có tù, ngâm trầm hoàn đi. Chẳng họ rắn nào nhớ câu bánh điều quý sao ý à. Đấy, các bác nghe và cảm nhận nhá. Thì về nhận xét chung và bây giờ em sẽ mở nhạc cả hai cho các bác nghe này. Đấy, các bác nghe lại nhá, lần nữa này. Đây là con loa phải. Nó trái. Người tình của tôi xa cách từ bao ngày, tưởng không ngờ gặp nữa. Đó, nó phải này, nó ba đường tiếng. Cho trái tim tôi ngủ quên. Đấy, và câu chuyện ở đây này, tức là nếu nếu các bác phối chuẩn thì cái con loa D12 thì chúng ta nên kìm một con vang làm sao chung nó thật sáng, chép nó thật mịn thì đưa vào thì ok, rất là hay, phát huy tối đa của giải. Và nếu nghe như này thì các bác cảm nhận là đôi D12 đang nhỉnh hơn đôi D12-3 về phần trung âm và giải chép, phải không ạ? Vì thực ra chúng ta đang phối, và nếu theo phân tích từ đầu em nói luôn là con X3 bản quyền phối con này rất là hợp bản hai nguồn nhé. Và bây giờ em sẽ phối thử cho các bác. Thì nếu như phương án mà những dòng loa ba đường tiếng thì bao giờ nó cũng dư chung, nếu phối không tốt cái dòng vang thì nó sẽ bị gì, chói chung. Vậy thì phương án xử lý ở những cái dòng loa ba đường tiếng này mà nó dư chung này thì làm như nào? Thì phương án của em từ trước đến giờ là sẽ phải tìm con vang làm sao nó dày chung lên thì tiếng mic nó sẽ khác đi. Và bây giờ em sẽ thử một con vang dày chung cho các bác nghe thử, đó là con vang X10. Đấy, con vang X10 nó dày chung, và đưa vào để các bác nghe thử tiếng mic nhá. Thử tiếng mic. Ok, các bác đợi một chút nha. Các bác đợi chút nha. Ok chưa? Thử xem nào. Đấy, câu chuyện ở đây là các bác phối ghép làm sao thật chuẩn để phối ghép đặc tính của loa. Đấy, và hiện tại ở trên thị trường ấy thì không phải là bất kể chỗ nào mà bộ nào ở Việt Nam cũng có cái gì cũng nhét vào, và thợ gần như là ngồi một chỗ để ván. Nên việc cài đặt và phát huy tối đa giải của loa là hơi khó. Chẳng mình các bác hơi khó là các bác nên tập trung khi quá trình mua loa và chơi và trải nghiệm ấy, thì cố gắng làm sao phát huy nhất cái tối đa cái giải của loa. Đấy, em bây giờ em sẽ chuyển nhá. Chuyển cho các bác sang cái con X10 này. Thì bản chất của con X10 này phân tích luôn là con này dày chung, bát lực dày chung. Đấy, thì con này không phải là phát huy tối đa cái giải này, nhưng khi đưa vào con này thì con này nó sẽ hay hơn, sẽ hỗ trợ được hơn. Đấy, chung nó dày, nó sẽ co được lại. Thì dòng linh kiện của X10 cũng rất là tốt. Các bác nghe thử nha. Đấy, em hạ từng đoạn. Đây này, loa này là loa. Đấy, các bác nghe và cảm nhận nha. Con này khi mà tính chung nó dày lên và nó com lại thì con này nghe tiếng nó sẽ khác đi. Đấy, các bạn nghe chung nó không bị chói nữa. Ok chưa? Vì là chung con này nó dày và nó com lại được, nó bù lại cái độ chói đấy.
Tức là đây là câu chuyện để phối ghép nha các bác nha, để các bác cùng trải nghiệm cùng em. Ok, và em tắt con này đi. À, thử tiếng Mic cho các bác đã. Lịch 5, 6. Thử tiếng Mic cho các bác này. Lịch 1, 2. Tức là khi mà chung nó dày lên thì đưa tiếng Mic vào nó sẽ hạn chế cái độ chói. Đấy, đây là cách phối nhau nha. Lịch 1, 2. Chim mi tung cánh mi, lương nhờ có thù, ngâm trầm hoan ni, chăm họ răng ni, nao nhớ cầu bách điều quý sao ni. À, ok, đấy là còn tất nhiên là con X10 so với con đánh vào con này nó chưa phát huy được giải tối đa. Vâng, và bây giờ em sẽ thử sang con loa này nhé bác nha, loa này này. Và em thử tiếng Mic nha, các bác nghe thử đoạn đoạn nhạc này. Tức là bình thường những con ba đường tiếng này thì bao giờ chung nó cũng sẽ dôi hơn và lời nó sẽ nồng nộng hơn, phải không ạ? Và khi thay đổi hai con này thì các bác nghe thử tiếng Mic lại này. Nên 5, 6, 7, 1, 2, 2. Em thử sang con Mic này này, các bác nghe này, chung nó sẽ khác đi nha. Chung nó dày lên nó sẽ khác đi. Thì con này lúc ấy là giải chung bay nó sẽ mất đi. Thì con này chung bay khi phối chuẩn nó sẽ vừa đủ và nó rực hơn rất là nhiều. Nên 5, 6, 7. Đấy, các bác nghe chưa? Đây là khi mà com chuẩn ấy, thì cái giải đanh nó sẽ mất đi. Và lúc ấy nó rực nửa và cực kỳ là phát huy được tối đa là cái giải chung của nó. Cái nợ nở nhất là phần hát. Riêng phần hát ở dòng loa bao nhiêu tiếng bao giờ cũng hay hơn. Phần nhạc thì chưa nói làm gì, nhưng phần hát. Nên 1, 2, đấy các bác nghe này. 1, 2, 5, 6. Và đây, con hai đường tiếng. Nên 1, 2. Các bác nghe rõ chưa? Tức là khi mà đưa vào những dòng con này ấy, loa full này và nối dòng cái dòng mà chung mà nó dày như này. Tức là chung nó dày như này, phối với con này thì nó sẽ bị bí chung. Nó sẽ bị bí chung và tiếng Mic nó sẽ không được thoát nữa. Các bác nghe lại nhé. Nên 5, 6, 7, 1, 2. Các bác nghe lại sang con này này. Em mở lên này. Nên 5, 6, 7, 1, 2. Đúng không ạ? Nếu như mà phối ở con vang mà chung nó sáng như con này. Chung nó sáng như con này thì con này nó sẽ bị chói và đanh. Đấy, chói và đanh. Đấy, và đây là câu chuyện phối ghép. Và câu chuyện phối ghép mới là câu chuyện ăn tiền ở bộ karaoke. Nếu các bác mua một cái đôi loa xịn mà các bác phối sai là các bác trả giá rồi. Chẳng hạn như các bác chơi loa bốt thì đặc trưng của loa bốt là gì? Phải phân tích về kỹ thuật trước. Loa bốt chung nó rất là đặc, chắc, đặc và nó không được thoát. Nên thường thường các bác thích giải của bốt, các bác người ta thể hay phối thêm một cái giải chung sáng là gì? Là con BMB252 hoặc 450C. Vậy thì khi gặp bốt thì các bác tìm những con vang nào để khắc phục được nó, đó là gì? Những con vang chung sáng, chẳng hạn như X3 Vina bản quyền. Thì lúc đó mới ra được chất của bốt. Giải chép vào nên mịn tí tách. Thì phải là con này. Đấy, đưa những con khác vào không ăn. Và đến thời điểm này thì em trải nghiệm đủ tất cả dòng vang trên thị trường. Thì cũng không chê bất kỳ kiểu sản phẩm nào. Mà quan trọng nhất là phối ghép làm sao cho khớp theo cái sở trường của loa. Để phát huy tối đa cái giải của loa. Và cái côn Mic cũng thế nha. Đây chỉ là câu chuyện chung thôi. Cái côn Mic như thế các bác cũng phải dựa vào loa để phối. Chẳng hạn khi loa nó chung dày thì bác cũng phải tìm cái Mic thật sáng. Nếu mà loa chung nó đanh thì các bác phải tìm cái Mic chung nó dày lại. Thì nó đỡ đi, đỡ độ chói đi. Đấy nha. Xin chào các bác ở những video tiếp theo.